được là được. Đó. Múc được là được. Đang đòi bao nhiêu đấy? Cháu còn chưa bán giả hơi nó biết đâu lại biết đâu lại bán cho tao đúng không? Khoảng 2 triệu rưỡi nó giả hơi đó. Cái này là đôn hay chậu đấy, chậu nhỉ? Cái này là chậu. Này là chậu có các cụ ngày xưa. Các cụ chứ còn đây là gạch à? Đây là gì nhỉ? Gạch đây xây thế là đời thì là đời. Xi măng mới cả mật. Rồi mật mía đúng không? Nặng đắp bằng tay chứ không phải là có bay đâu. Nặng đấy. Trong này cái gì là cứ đập đập vào là được cái kiểu. Có ghi niên đại đâu? Không nhỉ? Không có niên đại. Nhìn thấy xưa rồi. Đây là này... rơi à? Hay là gì? Cánh đồng rơi. Mày mua gì mày? Bao nhiêu cái chậu á? Chậu 3 triệu. Tao đang định mua cái sung. Mua về để làm muối dưa. Bên nào cũng thấy cái mặt này à? Hôm rồi có mấy ông gọi không? Tết có gọi hỏi hoa giấy mà chúng lấy đem ít cây tới đấy còn hỏi hoa giấy cây to này cháu đi hết rồi đấy được quả kiếc nhìn hay sạch sẽ nhỉ để chú về chơi Tết nếu mà chú lấy đúng giá là 2 triệu cái trong này 1 triệu không? Một triệu thôi bố ạ, hàng đẹp đấy, phải hàng xấu đâu. Hàng ít đấy. Vâng, chậu cổ, hàng đẹp thì chú lại bảo là hàng 300 là hàng đẹp đấy. Mua mà chúng mua chậu xấu mà. Đây, chậu mua chậu hàng đẹp. Quả. Chú đi mua hỏi mà xem chậu hàng đẹp không. Chậu nó khác chậu kia đấy. Một người bên ạ. Không phải là hàng kia đâu. Chậu nó khoảng 20 cân. Hai triệu rưỡi cả này á. Cái này thôi. Cái này mình cái này thôi. Kê. Cái này thôi, cái này là chú đóng cho ba củ nữa vào. Là lên tường. Cái đấy là sâu có được làm trong lòng có được 30 không? Lòng 30, dài 40, cao 20. À thế à. Được rồi. Alo. Alo. Đang đi gọi Intercom hôm qua nhờ chưa lên được giả trên mạng thì mẹ giả à thế à thế chắc tiền có cao không à thế à thế lên nếu mà nhận hồ sơ bắt nhá chắc có còn uống nước lâu gửi vào trong nhá cũng rồi PFP biết cái này tư gì đấy thì phải nhá 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 còn đang giữ vạn phúc rồi. Xem à. Gửi vào nó lằng nhằng. Ừ, đúng rồi. Nó chỉ được cái quả chứ còn cái thân này nó chả có cái gì đẹp. Đúng không? Quả với nhìn nó sạch. Cái quả nó trông ấy cái thân nó chả có vẻ đâu. Nhìn sạch sạch. Nó không ra cái hình gì đẹp. Nó khổ bằng là mẹ nhìn cái hình cái thân nó ra cái con nọ con kia. Trông đẹp hơn không? Đẹp hơn thì mày có mang nào không biết. Đẹp hơn thì giống như thế này đấy, thằng mày đéo nó mày. Đâu. Đó. Thầy nghe chưa? Không có mà cô này bao nhiêu bán? Em để nhà em tự chủ. Không bán nhà thôi, chứ phải giải thích nhiều. Có đâu đâu. Xung đẹp hơn nhiều. Đấy và bây giờ ta lấy được bao nhiêu mà để cho tao thì để đấy. Mặt này nó không có ấy nhỉ, không có đầu rơi nhỉ. Đây là mặt tiền thôi, còn mặt này không quan trọng, người ta chỉ chơi mặt tiền thôi. Thế thì phải đi kê vào ấy. Thế thì phải kê vào sát tường. Gạch cổ ấy. Gạch này đập há mồm mới vỡ được đấy. Gạch bát ngày xưa. Nặng lắm, nặng nề lắm. Nó mà to tí nữa thì làm để nuôi hoa súng thì lại đẹp. Nhưng mà nó nhỏ quá, lọt lòng nó một cái ít quá. Nhìn thế này nó lọt lòng một tí. Đây có cái xì cho vào đẹp quá. Xì mini. Xì mini. Dáng làng rồi mà cho vào. Dáng làng cho vào được. Ba củ lên đường, chắc khó. Khó. Giá thì bay ngay, giá thì bay tức khắc. Trên là 2,5 củ à? Được chín. Đấy, có quả chín rồi đấy. Đây à? Đâu anh Công? Đây à? Đây. Có 3 cây. À, tưởng đây. Đây của ấy à? Chi bao nhiêu?
6:30 à? À đây con Hoành Công lên bóp phép kìa. Cái này giống thật này. To lên thật ở đây này. Vâng, ông nào về mà bóc bỏ. Lấy sớm về mà bóc thì cho nó cái to kìa. Nó to ra xong bắt đầu mình giật băng cút ra. Bao tiền đấy nhỉ? Quên mất rồi. 10 triệu. 10 triệu. Ở đấy kinh nhỉ. Cool dạ, không thể nói được. Cắt cool nó ác nhỉ. Kinh nhỉ. Nè, cool khỏe nhỉ. Đấy, nó khỏe mà nó to hết. Chỉ dễ to hết. To hết. Giả. Chúng người. Kiểu. Cây quái. Các ông phải có cây gì, có hoa quả chơi với sữa. Này chỉ đội hoa quả nó gọi là chơi thôi chứ. Này chỉ đội thợ chơi mình. Bán nó không có miếng. Không có cơm. Không có mua. Đồ chơi thế mà đang bảo bọn cháu ấy. Đó vườn thì nó thiếu gì. Cây hoa có quả mua đéo có miếng. Đề à? Đề đấy. Đề đỏ. Đề đỏ 300 đấy. Mấy tiền anh? Rồi 1 triệu bạc có gì được. 1 triệu bạc. Nó đặt đâu? Đây con này thì con này mua mẹ đi nhập. Mua nó hỏng này nhập. Cắt cái ngọn đi. À kìa. Nó làm cái nũa nhọn như cái mũi tên. Cắt con mẹ đi. Kìa. Chơi thân không thôi mới cả một tà thôi. Mấy đồng anh? Khoảng 4 triệu. 4 triệu. Khoảng 4 triệu. Khoảng 4 triệu. Đây hôm nay có cây si. Si đang đòi 6 củ rưỡi. 6 củ rưỡi. Quá. Thế nào? Si bút đỏ đấy. Tía. Tía. Tía không phải bút đỏ, tía. Đỏ, nó đỏ chót. Còn tai chuột nó đỏ gọi chứ. Đỏ nhỏ như là máu. Đây là tía thôi. Tía nó dày con này mà cắt nhiều nó cũng này. Nó săn này nè. Được, lòng nó mập. Chi đi chú. Chơi đi chú. Chi này. Đấy, hoa đẹp đây, chú không chơi, chơi cái gì? Nhỉ yeah. Đấy. Đấy, hoa đẹp này không chơi, chơi cái gì? Nói chung nhỉ? Rực rỡ cả ngày. Vừa hoa lại vừa chơi. Mấy cái chung nhỉ? Gốc to. Mấy tiền một cây ấy nhỉ? Mấy tiền một cây ấy nhỉ? 1,5 triệu. 1,5 triệu một cây. Hồng Ngọc Mai. Đây ở nay lại mang đầu gấu này đi à? Đầu gấu đi làm điền đấy. Con này cũng nuôi được đấy. Hàng có tương lai. Mấy tiền đấy anh? Là em à. Bao tiền đấy anh? 6 triệu. 6 triệu. Đây. Đây, cả con này nè. Này à? Con này 7 triệu. 7 triệu, đấy, úi giời. Thì việc chơi. Sướng không? Cả bể cổ. Bể cổ, răm dày mít. Phóng viên này. Vâng. Đi cho vui, phóng viên quá vậy bác. không đi được ở nhà xem không? Vâng, à đấy, ý em chơi vui chứ phóng viên biết quái. Phóng viên nhà báo gì đâu. Cứ bấm vào N2T là có luôn. Đấy. Đỡ phải ra chợ. N2T phải thằng mất dạy nhất chợ ấy. N2 to nhất không? Đây cái tên mẹ nói nhất khó. N2T mẹ thế ai nói cả thông thường. Đấy. Bóng rất rộng Nam Biển. Dày mít bên mình. Đấy, việc chơi xoa cái sứa
sờ cái xem Tuyền vật lá tách 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 tách. Lúc sau phải lúc sau phải giật bớt đi cho nó đỡ dày, cứ em mà giật là cho nó bay bớt răm sau nhặt sau, nhiều chỗ nó dày quá, chứ mà nhặt từng cái lá thì hết ngày, cái cây này nhặt là từng lá hết ngày. Cây này nhặt nhanh đấy, cứ giật răm nó dày mà, kể cả mình có làm đôi rơi đôi cái cũng chả sao, nó khoảng càng quá vặt lệch đấy. Bệ biết là đang có đây rồi, tương lai đấy. Bể cổ. Hiện đại từ năm 1930. Nói vui thế thôi chứ chả biết năm bao nhiêu, nhưng mà thấy nó cổ lắm à. Cổ là cổ. À, liên hệ với anh Trung để có mang về nhé. Bảy triệu nha, đúng không? Bảy triệu. Bảy triệu. Ok, để xem.